gian đây rất dài cạn cào qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang đi sáo tươi màu của đêm rằm liên chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân, du khách đang đến với lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các em thiếu nhi đến từ câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và đặc biệt là phần tham gia biểu diễn của các bạn học sinh trường tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang cho tiết mục mở màn chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine hàng đầu Việt Nam VNVC đã đồng hành cùng chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ, xin được cảm ơn các em nhỏ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và đặc biệt là các em thiếu nhi thân yêu. Trong văn hóa Việt Nam, từ lâu Tết Trung Thu đã được coi là Tết của trẻ em. Cứ mỗi mùa Trung Thu đến, tất cả chúng ta lại cùng nhau bồi hồi, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã luôn dành tình cảm, sự yêu thương và quan tâm dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước. Trong gia đình thì Trung Thu còn được gọi là dịp đoàn viên sum họp, là dịp để thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái, là dịp để nhắc nhớ mỗi người về công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, tổ tiên. Và thưa quý vị, Trung Thu cũng là dịp lễ hội mà ở khắp mọi nẻo đường của đất nước, người dân sẽ cùng nhau thắp sáng lên những ánh đèn của niềm tin và hy vọng vào tương lai để cùng nhau phát triển rực rỡ. Và đó cũng chính là khởi nguồn của lễ hội, một trong những lễ hội Trung Thu lớn nhất cả nước, lễ hội Thành Tuyên. Kính thưa quý vị, việc trao những món quà dành cho các em thiếu nhi đúng vào dịp Tết Trung Thu đã trở thành thông lệ của lễ hội Thành Tuyên hàng năm. Và việc được đứng ở trên sân khấu này nhận những món quà từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trong những dịp đặc biệt như thế này cũng đã trở thành một niềm vinh dự và là động lực vượt khó, vươn lên, học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt của tất cả các em nhỏ. Và nói về những món quà thì chắc hẳn
khán giả của Thành Tuyên cũng như là khán giả theo dõi truyền hình cả nước đang mong chờ sân khấu này sẽ rực rỡ ánh đèn để chờ đón những người nghệ sĩ và những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chương trình nghệ thuật rực rỡ được mang tên Lung Linh Sắc Màu Đêm Hội Thành Tuyên, để cùng với các em thiếu nhi trên cả nước phá cỗ trung thu. Cho phép chúng tôi được hỏi các bạn thiếu nhi đang có mặt tại đây cũng như các bạn thiếu nhi đang theo dõi sóng truyền hình cả nước, các em đã sẵn sàng chưa nào? Một lần nữa, các em thiếu nhi cùng với tất cả quý vị khán giả, cùng với những người lớn, tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Xin cảm ơn quý vị và các em thiếu nhi. Và ngay sau đây, lễ hội Thành Tuyên Lung Linh Sắc Màu xin được phép bắt đầu! Các em ơi, nhìn lên bầu trời mà xem, chị Hằng này, thỏ ngọc này, cả bao nhiêu nàng tiên đang múa thật là đẹp. Trăng có mỗi một mình thôi, buồn lắm, chả có ai chơi cùng. Tại sao lại thế ạ? Chỉ có một mình chị Hằng ạ. Đúng rồi. Chị kể tiếp đi, chúng em đang muốn nghe. Ngày xưa chị Hằng sống buồn tênh trên cung trăng, dù đẹp dù xinh nhưng chỉ sống cô đơn một mình. Hàng năm chị Hằng chỉ được xuống trần gian vào đêm trung thu. Đẹp xinh để làm chi khi quanh năm chỉ sống một mình. May sao dưới trần gian có một chàng bay lên theo cây đa, là chú quậy ngu ngơ tiếng cây đàn nên bám theo cùng. Ôi, cây đa của tôi làm sao thế này? Chú quậy ơi, đừng bay, cây đa đừng bay, đừng bay. Đợi quậy vơi, đợi quậy vơi, đợi quậy vơi. Trên cung trăng sẽ có thêm chú quậy làm bạn. Chị Hằng rất là vui. Nhảy múa thôi. Yeah.
ngây thơ đón trung thu với nụ cười hân hoan. Rồi từng năm vào đêm trung thu, trời ban cho một vầng trăng thật tròn, trăng sáng lung linh, có bánh có đèn. Trở vào trẻ thơ đón trung thu với nụ cười hân hoan. Rồi từng năm vào đêm trung thu, trời ban cho một vầng trăng cùng xem kia. Xin mời tất cả quý vị và đặc biệt là các em thiếu nhi hãy chỉ tay vào một trong những món quà khổng lồ mà chúng ta được nhận từ cung trăng. Món quà đấy ở đâu nhờ? Quý vị khán giả và các em nhỏ có nhận ra đây là biểu tượng của Tết Trung Thu không ạ? Đó là gì ạ? Đó chính là chiếc đèn kéo quân khổng lồ của lễ hội Thanh Tiên. Và chắc chắn rồi, nếu mà là một món quà gửi từ cung trăng xuống thì không thể nào chỉ đơn giản là nó khổng lồ, mà nó sẽ còn có rất nhiều những điều kỳ diệu, có phải không ạ? Đúng rồi, Công Tố và Phí Linh xin được bật mí với các bạn nhỏ, ở bên trong này sẽ là một món quà bí mật. Các bạn có đoán ra được đây là món quà gì không nhở? Có đoán ra được đây là món quà gì không? Quá nhiều sự háo hức và các bạn cũng sẽ có nhiều sự dự đoán khác nhau. Nào, tôi mời chị Phí Linh lại đây và chúng ta sẽ cùng với tất cả quý vị khán giả và các em nhỏ đếm ngược để chờ đợi món quà đến từ chiếc lồng đèn khổng lồ này. Chúng ta sẽ cùng đếm từ 10 đến 1 nha. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Xin mời. 10, 9, 8, 7, 6. Xin hãy cùng chào đón chú Cuội Isaac và chị Hằng Hoàng Yến Chi Bi. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả các em nhỏ. Xin chào chị Hằng và chú Cuội. Xin chào Công Tố. Xin chào Phí Linh. Xin chào chú Cuội và chị Hằng. Chú Cuội và chị Hằng đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn phải mang thêm món quà tiếp theo bất ngờ đến cho các bạn nhỏ đúng không? Chắc chắn rồi, bởi vì chú Cuội và chị Hằng từ trên lồng đèn bay xuống đây. Thể tuyên quang, quá đẹp, quá nhiều màu sắc rực rỡ đúng không chị Hằng? Và còn có cả xe mô hình nữa, wow. Rất là nhiều những xe mô hình đẹp nữa mọi người ơi. Ngày hôm nay thì chị Hằng và chú Cuội xuống đây, tất nhiên là chúng ta sẽ có một món quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn phải không? Làm sao mà thiếu quà cho các bạn nhỏ được đúng không ạ? Thế các bạn nhỏ có sẵn sàng để nhận quà từ chú Cuội và chị Hằng không ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhận quà ngay. Nhưng mà trước khi nhận được quà thì các bạn phải giải được một câu đố của chị Hằng, các bạn có chịu không? Tại sao lại không chịu? Chị Hằng cứ ra câu đố đi nào. Câu đố này rất dễ đó. Chưa gì mà chú Cuội đã nói cho mọi người biết rồi. À thì câu đố là như thế này. Tròn như cái đĩa. Tròn như cái đĩa. Rồi sao nữa ạ? Lơ lửng trên không. Lơ lửng trên không. Dịu mát tươi vui. Đêm rằm tỏa sáng. Là gì ạ? Là gì các em ơi? Câu đố của chị Hằng quá dễ luôn. Tất cả các bạn nhỏ đều đoán ra rồi. Đó chính là mặt trăng. Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta được không? Và đó cũng chính là món quà đặc biệt mà chú Cuội và chị Hằng sẽ gửi đến tất cả các bạn nhỏ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục này nhá. Yeah. Mọi người ơi, có thể cùng đưa tay lên cùng chú Cuội và chị Hằng được không ạ? Tay của mọi người đâu hết rồi ạ? Lightstick đâu rồi ạ? Chết thơ thiên ngân cung ca đón trăng thu rằng chị Hằng lượm không sao gửi đến em một niềm hạnh phúc trong đời.
Chú Cuội và chị Hằng xuống đây mọi người nhá. Ôi, thật là nhiều các em nhỏ quá đi. Xin chào mọi người. Đêm trăng lên cao, sáng soi bao nụ cười, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Niềm hạnh phúc trong đời người, một người hơi ấm nụ cười. Một vầng trăng khuya rực rỡ muôn màu tình yêu thương, gửi đến trẻ thơ bao giấc mơ bình yên. Rừng rỡ bao mơ ước vọng xưa, một người thân thương bao niềm vui ngơi. Gửi gió mang hạnh phúc về đây, để cùng chung vui với em đêm. Chị Hằng Nga và lời ca cho tình hát chị Trần Thu bát ngát ngát chú Cuội mải chơi vừa nhớ mất đường về cùng mình buồn ghê có chúng em cùng chơi nghe các bạn những ơi và lời ca cho tình hát 1 2 3 1 2 3 let's go. Rừng rỡ bao bao ước vọng xưa, nụ cười thân thương bao niềm vui mới. Gửi gió mang hạnh phúc về đây để cùng chung vui với em đêm nay. Rừng rỡ nụ cười thân thương bao niềm vui mới, gửi gió mang hạnh phúc về đây để cùng chung vui với em đêm nay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn nhỏ rất nhiều ạ. Mọi người có vui không ạ? Có vui thật không ạ? Vâng, bây giờ trên tay chú, trên tay mọi người chú cũng thấy là có cầm một cái gì đấy. Chị Hằng có thấy không? Đúng, cái này ở trên cung trăng thấy lạ quá. Chú Cuội có biết đây là gì không? Cái này người ta gọi là light stick. Đó. Nhưng mà nãy giờ là chú Cuội thấy là mọi người đưa light stick lên chưa có nhiều. Đó. Bây giờ là phải giờ nhiều hơn nữa được không ạ mọi người ơi? Bây giờ mọi người cùng đưa light stick lên cao cùng chú Cuội và chị Hằng được không ạ? Ở đằng sau đó ạ. Wow. Lung linh. Chị Hằng thấy giống cái gì? Chị Hằng thấy giống một dải suối hồng phải đúng không? Phải không chú Cuội? Đúng rồi, thì dải suối màu hồng rất là đẹp đấy. Từ trên nhìn xuống chắc chắn sẽ rất là đẹp. Và tiếp theo đây, chúng mình hãy cùng giữ lightstick màu hồng này để đến với bài hát tiếp theo. Một món quà tiếp theo dành tặng mọi người mang tên Tết Suối Hồng. Trong vắng
Chúng mình là dải ánh sáng nhiệm màu. Chúng mình chu du khắp nơi, mang niềm vui Trung thu đến với mọi người, mọi nhà. Cùng khám phá xem dọc đất nước mình, mỗi nơi đón Trung thu với một nét đặc biệt như thế nào nhé. Sáng rồi ai ơi, nắng sớm lên rồi dậy lên nương đã
sáng rồi ai ơi, đường và đường xanh đã sáng rồi ai ơi, con gà gáy le te le sáng rồi ai ơi, gà gáy te le sáng rồi ai ơi, nắng sớm lên rồi dậy lên đường đã sáng rồi ai ơi, đường và đường xanh đã sáng rồi ai ơi. Cho cây tóc tươi buộc chèn lá trên cành, đường đẹp trăm hoa rung rinh theo gió, bướm tung cánh bay vờn. Bên hương dịu dịu tiếng cười bao trái gái đang nô đùa, đầu sàn có đôi chim cú gáy, thách đôi anh cùng múa vui. Bong 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 bang bang.
là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, là khi có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thơ ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô ta không thương mình, thương thay cho thân phận đời cô gắng. Vui chơi hay xa là giống chơi hay đa cả, không có tâm ai trời ơi con cá. Là không ước mơ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình. Ôi anh ơi, trung thu quê mình đẹp quá. Mỗi lần nhìn ngắm quê hương mình, anh luôn cảm thấy rất tự hào và yêu quê hương mình nhiều hơn. Chính vì thế anh luôn đưa những nét đặc sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc vào trong âm nhạc và trong nghệ thuật để lan tỏa điều đó đến khắp mọi người. Trung thu là dịp để gửi gắm những ước mơ. Sẽ có một sứ giả ước mơ nữa xuất hiện từ chiếc đèn lồng khổng lồ đấy. Cùng đón chào anh ấy nào. 3, 2, 1. Hãy lại sân khấu cùng với Phí Linh giao lưu nhiều hơn nữa với khán giả Thành Tuyên được không ạ? Hôm nay ngôi sao của chúng ta quá là lấp lánh luôn đúng không ạ? Yeah. Cảm giác của Nu Phúc Thịnh như thế nào khi mà đến với Thành Tuyên và chứng kiến đêm hội lung linh sắc màu của chúng tôi ạ? Cho phép Nu Phúc Thịnh gửi một lời chào trân trọng của mình, một lời chúc Trung Thu thật tuyệt vời, thật ấm áp đến với tất cả quý vị khán giả tại Thành Tuyên, tại Tuyên Quang đêm hôm nay ạ. Xin cảm ơn vì đã mời Nu Phúc Thịnh đến đây để mà Nu Phúc Thịnh có thể chứng kiến một mùa Trung Thu đầy ấp những tiếng cười, đầy ấp những tình yêu thương của tất cả mọi người. Và đây là lần đầu tiên một linh hồn bé nhỏ như thế này thì có thể chiêm ngưỡng trước thật là nhiều những tình cảm yêu thương từ mọi người đã dành cho một mùa Trung Thu thật ý nghĩa như thế này. Xin cảm ơn vì đã mời Nu Phước Thịnh đến đây. Thank you. Và chắc chắn là anh Nu Phước Thịnh cũng như là tất cả quý vị khán giả sẽ đều tò mò muốn biết hành trình của một lễ hội địa phương cho đến việc trở thành một biểu tượng du lịch của phía Bắc cũng như là quốc gia. Lễ hội Thành Tuyên 2023 đã trải qua một hành trình như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng đến với những hình ảnh sau đây của chúng tôi. Tôi là Phạm Ngọc Toán, là người đầu tiên làm những mô hình lớn tại thành phố Tuyên Quang. Vật liệu ngày đó là chúng tôi dùng đan bằng tre và dán bằng giấy. Bà con nhân dân rất là thích thú, lan truyền dần. Thì các tổ nhân dân bắt đầu mới học nhau, thì bắt đầu là mới nhân rộng lên. Làm ra các mô hình này 12-13 năm nay rồi. Cái điều hấp dẫn nhất của mô hình là nó phải mang tính chất sáng tạo và nghệ thuật cao, mang dáng dấp của thiếu nhi. Ví dụ như là những câu chuyện cổ tích nhiều sắc màu, mang nhiều sắc thái. Một người thì sẽ không làm được. Mỗi người một chân một tay thì sẽ làm cho cái mô hình nó sẽ được phong phú hơn. Chúng ta sống trong một cái thế giới hiện đại bây giờ, đừng để mất đi những cái gì nó mang tính chất cổ truyền. Giáo dục cho các cháu được cái truyền thống yêu nước, hình ảnh, cái nền văn hóa người Việt mình từ xưa tới nay. Các cháu thiếu nhi nó hân hoan nhìn cái khuôn mặt rạng rỡ, nói là đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc.
chúng tôi mong muốn lan tỏa tình cảm đối với con trẻ và hình ảnh đẹp đẽ của mảnh đất, của con người, của văn hóa xứ Tuyên tới bạn bè cả nước và quốc tế, thúc đẩy cái sự phát triển du lịch, thúc đẩy các nhà đầu tư quan tâm đến cái tiềm năng phát triển du lịch ở mảnh đất này. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Vui và tấp nập, con người rất trên thân thiện. Tôi thật tự hào vì tôi là người dân Tuyên Quang. Người dân nơi đây thật đa tài khi làm ra những mô hình đèn này. Tôi vô cùng ấn tượng với nét văn hóa độc đáo của tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội rất đặc sắc. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp giữa hai nước cùng hợp tác. Rất vui khi có mặt tại Tuyên Quang những ngày này. Chúc các bạn có một lễ hội thật tuyệt vời. Hãy đến với Tuyên Quang để được trải nghiệm một cái lễ hội trăng rằm Tết Trung Thu của các cháu thiếu niên và nhi đồng hết sức độc đáo và đặc sắc riêng có của Tuyên Quang. Và quả thực là có rất nhiều điều mà chúng ta đã mong đợi trong lễ hội thành Tuyên. Và chắc hẳn là mỗi em nhỏ sẽ đều mong chờ màn diễu hành của những chuyến xe lung linh rực rỡ sắc màu. Làm thế nào đây chị Hằng và chị Phí Linh ơi? Xin được cảm ơn anh Công Tố đã mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng rất là tươi mới từ phía các bạn nhỏ đang tham dự lễ hội thành Tuyên. Ở trên này thì có chị Hằng và chị Phí Linh sẽ giúp cho các em biết được làm cách nào để chúng ta có thể kích hoạt lễ hội rước đèn lung linh sắc màu của đêm hội thành Tuyên năm 2023. Ở đằng sau lưng chúng tôi là chiếc đèn kéo quân. Và các em ơi, chỉ cần các em làm cho chiếc đèn kéo quân này có thể hoạt động được, có thể xoay được là lễ rước đèn của chúng ta sẽ bắt đầu đấy. Thế thì quá đơn giản. Chúng tôi cùng với các em thiếu nhi và tất cả quý vị khán giả dưới này sẽ giơ cao ánh đèn light stick và cánh tay của mình lên. Và A thật lớn và thật dài nào. 2, 3. Chuyển năng lượng nào. Hình như là A hơi bé đâm ra là mình A to lên một lần nữa được không mọi người? Đèn kéo quân nó chưa hoạt động Công Tố ạ. Đúng. Hãy rồi. Xem năng lượng của chúng tôi đây. 2, 3. A. Vẫn không được, không được chị Hằng ạ. Thế thì chúng tôi có một cao kiến nữa. Đó là bây giờ chúng ta làm thế nào để kết hợp toàn bộ năng lượng của trẻ em và người lớn đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Chị Hằng và chị Vy Linh giúp chúng tôi với ạ. Vâng ạ, các cô bác có thể giúp đỡ các em nhỏ. Chúng ta giơ ánh đèn flash của mình lên, chiếu sáng cả quảng trường Nguyễn Tất Thành bằng ánh sáng và những tiếng hô vang của chúng ta để kích hoạt lễ hội rước đèn được không ạ? Có được không ạ? Và hãy cùng nhau làm một điều gì đó thật là có ý nghĩa được không ạ? Đúng rồi, Công Tố, Vy Linh và chị Hằng sẽ hô đêm hội thành Tuyên và tất cả mọi người phía dưới cùng hô với chúng tôi lung linh sắc màu để lễ hội rước đèn của chúng ta thực sự được bắt đầu được không ạ? 1, 2, 3. Đêm hội thành Tuyên. Đêm hội thành Tuyên. Một lần nữa. Đêm hội thành Tuyên. Chúng ta đã được bắt đầu rồi mọi người ơi. Chị Hằng chúc cho tất cả các em nhỏ sẽ có một kỷ niệm thật là đẹp, thật là ý nghĩa tại Tuyên Quang nhé. Chúc mừng lễ Trung Thu của chúng ta, lễ rước đèn bắt đầu thôi. Sắc màu lễ hội thành Tuyên, lung linh sắc màu lễ hội của bạn bè. Núi rừng Việt Bắc reo vui, tiếng đàn tiếng hát bay xa. Theo em anh về lễ hội thành Tuyên, cho nhau ân tình trong vòng. Sông Lô xanh thắm, mỗi luồng nước trôi ngân hòa. Nụ cười vui hân hoan trên môi đêm thành Tuyên. Cùng ánh mắt em thơ lấp lánh, nhìn đôi sẽ lung linh bên nhau. Cùng về đây, cùng quê xa, lung linh đêm hội thành Tuyên. We'll be right back.
sắc màu lễ hội Thành Tuyên, lung linh sắc màu lễ hội của bạn bè. Núi rừng Việt bóng reo vui, tiếng đàn tiếng hát bay xa. Theo em anh về lễ hội Thành Tuyên, cho nhau ân tình trong vòng tay bạn bè. Nối vòng tay lớn bên nhau, câu hát then phút lên những lời tình yêu. Trên môi đêm Thành Tuyên lánh lên sắc màu, cùng ánh mắt em thơ lấp lánh, nhìn đôi sẽ lung linh bên nhau. Cùng về đây, cùng quê xa, lung linh đêm hội Thành Tuyên. Về Thành Tuyên hôm nay ta cùng hòa vào niềm vui, nhìn sông lô xanh thắm, mỗi lần nước trôi ngàn hoa. Trên môi đêm Thành Tuyên lánh lên sắc màu, cùng ánh mắt em thơ lấp lánh, nhìn đôi sẽ lung linh bên nhau. Cùng về đây, cùng quê xa, lung linh đêm hội Thành Tuyên. Cùng về đây, cùng quê xa, lung linh đêm hội Thành diệu, lại một mùa thu gió nhẹ nhàng lướt qua và
để lại một chút nắng, chút mưa bên thềm, chào đón ngày Tết Trung Thu về. Nhớ đến lúc bé đã có những khi nhìn trăng tròn, ngồi vào lòng ba và nghe những câu chuyện ngày xưa, thần tiên hồn nhiên, tuổi thơ thật bình yên. Đêm về nằm mà thấy cô tiên hiện ra, cô cho biết bao nhiêu là quà, nào là lồng đèn với những hình dễ thương, em mang đi chơi khắp phố vườn, đón Tết Trung Thu. Lồng đèn cùng với anh trầm tỏa sáng, chị Hằng sẽ đến chung vui với em, đi cùng anh chú quầy và thỏ trắng, mang theo những chiếc bánh Trung Thu thật ngon lành. Trung Thu về đây ấy, bánh Trung Thu, Trung Thu, Trung Thu tới đây ấy, cùng ngày mua đi nào, đọc cùng mở bánh ra nào, ta chung vui đón Tết Trung Thu thật ngọt ngào. Ánh trăng treo trên trời, những ngôi sao cùng thắp sáng, chạy quanh với bao bạn bè, thắp lên niềm vui, thắp lên niềm vui. Lồng đèn cùng với ánh trăng tỏa sáng, chị Hằng sẽ đến chung vui với em, đi cùng với chú quầy và thỏ trắng, đọng lại ở trong ánh mắt những phút giây thầm tiếng, và chẳng lại nhé tuổi thơ một thời, để rồi ngày tháng trôi qua nhớ mãi không quên. À, chị Hằng tới kia, lòng nghe cùng với anh chẳng tỏa sáng, chung vui với em, đi cùng với chú quầy là thỏ trắng, mang theo những chiếc bánh Trung Thu thật ngon lành. Trung Thu về đây ấy, bánh Trung Thu, Trung Thu, Trung Thu tới đây ấy, cùng nhảy múa đi nào, gặp cùng mở bánh ra nào, ta chung vui đón Tết Trung Thu thật ngon lành. Trung Thu về đây ấy, bánh Trung Thu, Trung Thu, thưa quý vị, lễ hội Thành Tuyên không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn trở thành sản phẩm du lịch riêng có của người dân Tuyên Quang, điểm đến ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Trân trọng cảm ơn hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine hàng đầu Việt Nam VNVC đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến với lễ hội Thành Tuyên, chúng ta đang được trở về với tuổi thơ của mình, hòa cùng với các em thiếu nhi trong không gian Trung Thu mênh mang, lung linh muôn sắc màu của những lồng đèn khổng lồ, độc đáo, muôn hình muôn vẻ, được thiết kế và chế tác bởi chính người dân Tuyên Quang, như một lời chào, lời mời gọi đầy thân thương đến với bạn bè du khách thập phương hãy cùng đến với Tuyên Quang, không chỉ trong mùa lễ hội. Thưa quý vị, Trung Thu đi hội Thành Tuyên, đèn trăng thắp sáng, đêm huyền vùng cao, quê hương cách mạng đón chào. Tuyên Quang đãi bạn biết bao nhiêu tình.